Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Phép Nhân, sách giáo khoa toán 5, trang 161-162. Như vậy giờ toán hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phép nhân và các tính chất của phép nhân. Cô giáo có biểu thức A nhân B bằng C. Tên gọi các thành phần trong phép nhân như sau, chúng ta ôn lại. A là thừa số, B cũng là thừa số, C là tích. Hay người ta còn gọi C chính là tích của A và B. Trong phép nhân, các số tự nhiên, số thập phân và phân số thì đều có các tính chất như sau. Tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán. Khi ta thay đổi thứ tự các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi, tức là A nhân B bằng B nhân A. Đấy, ta thay đổi thứ tự của tích, hai thừa số trong một tích thì tích cũng không thay đổi. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. Mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C bằng A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Tức là khi ta nhân một tích hai thừa số với số thứ ba thì ta nhân số thứ nhất với tích của hai thừa số còn lại. Tính chất thứ ba là nhân một tổng với một số. Mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân C bằng A nhân C cộng B nhân C. Tức là muốn nhân một tổng với một số thì ta lấy từng số hạng của tổng nhân với số rồi cộng lại. Ta lấy từng số hạng của tổng đấy, A nhân C để xong lại B nhân C rồi ta cộng cái kết quả của hai tích lại. Tiếp theo, tính chất tiếp theo là phép nhân có thừa số bằng 1. 1 nhân với A bằng A nhân 1 và vẫn bằng A. Tức là 1 nhân với số nào cũng bằng số nào nhân với 1 và vẫn bằng chính số đó. Và tính chất cuối cùng là phép nhân có thừa số bằng 0. 0 nhân với số nào cũng bằng số nào đó nhân với 0 và cũng bằng 0. Tức là số nào nhân với 0 cũng bằng 0 và 0 nhân với số nào cũng bằng khoảng 0. Bây giờ chúng mình vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhân một tổng với một số, phép nhân có thừa số bằng 1 và phép nhân có thừa số bằng 0. Với phép nhân các số tự nhiên, phân số và số thập phân để chúng ta làm các bài tập trong sách giáo khoa. Bài 1 tính A 4802 nhân với 324. Đây là phép nhân một số có 4 chữ số với một số có 3 chữ số. Bây giờ chúng mình đặt tính và chúng mình nhân. 4802 nhân với 324. Chúng ta nhân tích riêng thứ nhất, 4 x 2 bằng 8, viết 8, 4 x 0 bằng 0, viết 0, 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3, 4 x 4 bằng 16, nhớ 3 bằng 19, viết 19, 2 x 2 bằng 4, viết 4. Đó là tích riêng thứ hai để ta lùi vào một chữ số so với tích riêng thứ nhất. 2 x 0 bằng 0, viết 0, 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1, 2 x 4 bằng 8 nhớ 1 bằng 9, viết 9. Tiếp tục ta nhân tích riêng thứ 3, 3 x 2 bằng 6. Bây giờ chúng ta lại lùi vào so với tích riêng thứ nhất là hai chữ số. Viết 6, 3 x 0 bằng 0, 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 4 bằng 12 nhớ 2 bằng 14, viết 14. Bây giờ chúng ta cộng tích chung. 8 hạ 8, 0 cộng 4 bằng 4, viết 4. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. Nhớ 1 sang 9 bằng 10. 10 cộng 1 bằng 11. 11 cộng với 4 bằng 15, viết 5 nhớ 1. Nhớ 1 sang 4 thành 5, viết 5, 1 hạ 1. 4802 nhân 324 bằng 1.555.848. 1.555.848. Tiếp tục chúng mình nhân phép tính nhân thứ hai của câu A. 6.120
6.120 nhân với 205. Chúng ta nhân tích riêng thứ nhất, 5 nhân 0 bằng 0. 5 nhân 0 bằng 0, viết 0. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 5 nhân 6 bằng 30, viết 30. Tích riêng thứ hai là 0, phải không? Như vậy ta chỉ cần nhân với số đầu tiên, 0 nhân 0 bằng 0. Vì 0 nhân với số nào cũng vẫn bằng 0, ta chỉ viết lùi vào một chữ số một hàng để chúng ta nhớ. Tiếp tục nhân tích riêng thứ 3. Đấy. Tích riêng thứ 3 thì ta lại lùi vào so với tích riêng thứ nhất là 2 là 2 2 2 chữ số, phải không? Hai hàng. Như vậy 2 nhân 0 bằng 0, viết 0. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. 2 nhân 6 bằng 12. 0 hạ 0, 0 hạ 0. 6 cộng 0 bằng 6. 4 cộng 0 bằng 4. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 2 hạ 2, 1 hạ 1. 6.120 nhân 205 bằng 1.254.600. Tiếp tục mình chuyển ý B. Câu B, 4 phần 17 nhân 2. Đây là phép nhân một phân số với một số tự nhiên. Muốn nhân một phân số với số tự nhiên thì ta lấy tử số của phân số ta nhân với số tự nhiên, tức là 4 nhân với 2 và giữ nguyên mẫu số là 17. 4 nhân 2 bằng 8, giữ nguyên mẫu số là 17. Kết quả bằng 8 phần 17. Phép nhân thứ hai là 4 phần 7 nhân 5 phần 12. Và đây là phép nhân hai phân số. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số, tức là lấy 4 nhân 5 trên 7 nhân 12. Ta thấy tử số 4 và mẫu số là 12. Đấy, hai số này chia hết cho 4, phải không? 4 chia cho 4 được 1. 12 chia cho 4 được 3. Như vậy là tử số chúng ta còn 1 nhân 5 bằng 5. Mẫu số là 7 nhân 3 bằng 21. Kết quả cuối cùng bằng 5 phần 21. Tiếp tục chúng ta chuyển câu C. 35,4 nhân 6,8. 35,4 nhân 6,8. Và đây là phép nhân hai số thập phân. Bây giờ chúng ta nhân như nhân số tự nhiên. Ta nhân tích riêng thứ nhất, 8 x 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 8 x 5 bằng 40, nhớ 3 bằng 43, viết 3 nhớ 4. 8 x 3 bằng 24, nhớ 4 bằng 28. Tích riêng thứ hai, 6 x 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 5 bằng 30, nhớ 2 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 6 x 3 bằng 18, nhớ 3 bằng 21. Bây giờ chúng ta cộng tích chung, 2 hạ 2, 3 cộng 4 bằng 7, viết 7, 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1, nhớ 1 sang 2 thành 3, với 1 thành 4, viết 4, 2 hạ 2. Bây giờ chúng ta đếm xem ở phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số, 1, 2, thì ta dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái, 1, 2. Như vậy ta được 240,72. Kết quả bằng 240,72.
phép nhân tiếp theo. 21,76 nhân 2,05. 21,76 nhân 2,05. Bây giờ chúng ta nhân như nhân hai số tự nhiên bình thường. 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 7 bằng 35, nhớ 3 bằng 38, viết 8 nhớ 3. 5 x 1 bằng 5, nhớ 3 bằng 8, viết 8. 5 x 2 bằng 10. Tích riêng thứ hai là 0, phải không? 0 nhân với thừa số thứ nhất, như vậy ta chỉ viết 1 một lần thôi. 0 x 6 bằng 0, ta viết 1 lần thôi. Sau đó chúng ta nhân tiếp tích riêng thứ ba. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 7 bằng 14, nhớ 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 bằng 3, viết 3. 2 x 2 bằng 4. Ta cộng tích chung 0, hạ 0, 8 cộng 0 bằng 8. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Nhớ 1 sang 5 thành 6, 3 cộng 1 bằng 4, 4 hạ 4. Đấy. Đếm ở phần thập phân của hai thừa số có 4 chữ số, ta tách 1, 2, 3, 4. Như vậy ta được kết quả bằng 44,6080. Hay là ta bỏ chữ số 0 ở tận cùng, số thập phân này được 44,608. Bài tập 1 vừa rồi, chúng mình đã vận dụng phép nhân, nhân một số tự nhiên, rồi nhân với số tự nhiên với số tự nhiên, nhân một phân số với số tự nhiên và nhân một số thập phân với một số thập phân. Tiếp tục chúng mình làm bài tập 2. Bài tập 2 tính nhẩm. Bài tập 2 có 3 câu, câu A, câu B và câu C. Câu A, 3,25 nhân 10. Đây là một nhân một một số thập phân với 10. Muốn nhân một số thập phân với 10 thì ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang bên phải một chữ số. Đấy, tức là chuyển dấu phẩy của số 3,25 sang bên phải một chữ số. Đấy, từ sau chữ số 3 ta chuyển sang chữ số 2, sau chữ số 2 ta được 32,5. Nhân một số thập phân với 0,1 thì ta chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số. Đấy, tức là dấu phẩy sẽ chuyển sang trước chữ số 3, phải không? Như vậy phần nguyên sẽ là 0 và 325. 3,25 nhân 0,1 thì bằng 0,325. Như vậy nhân một số thập phân với 10 thì ta cái số đó sẽ được tăng lên 10 lần, còn nhân một số thập phân với 0,1 thì số thập phân đó đã giảm đi 10 lần. Có nghĩa là ta hiểu là 3,25 nhân 0,1 sẽ bằng 3,25 chia cho 10. Tiếp theo, câu B. 417,56 nhân 100 nhân một số thập phân với 100, ta chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số, tức là bằng 417,56 bằng 41,756. 417 nhân với 417,56 nhân với 0,1, đấy, tức là ta sẽ chia số đó cho 100, tức là ta chuyển dấu phẩy của số 417,56 sang bên trái hai chữ số, tức là dấu phẩy ta sẽ đặt sau chữ số 4. 4,1756. 417,56 nhân 0,01 bằng 4,1756. Câu C. 28,5 nhân 100. Ta sẽ chuyển dấu phẩy của số 28,5 sang bên phải hai chữ số, tức là 28. Dấu phẩy chuyển sang bên phải hai chữ số, tức là sau chữ số 5 ta phải thêm một chữ số 0, phải không? 28,5 nhân 100 bằng 2850. 28,5 nhân 0,01. Như vậy ta sẽ chuyển dấu phẩy của số 28,5 sang bên trái hai chữ số thì bằng 0,250.
85. Bài tập 2 vừa rồi chúng ta đã ôn lại quy tắc nhân một số thập phân với 10, 100 và nhân một số thập phân với 0,1 và 0,01. Tiếp tục chúng ta làm bài tập 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Ở bài 3 chúng ta có 4 câu. Câu A, câu B, câu C, câu D. Câu A. 2,5 nhân 7,8 nhân 4. Đấy. Đây là phép nhân có 3 thừa số. Bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện nhất. Như vậy ở bài này chúng ta sẽ vận dụng các tính chất về phép nhân để chúng ta tính làm sao cho thuận tiện nhất. Ta thấy 2,5 nhân với 4. 2,5 nhân với 4 sẽ bằng một số tròn trục, đó là bằng 10. Như vậy ta sẽ vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân. Ta đổi chỗ và ta kết hợp này. Thừa số thứ nhất 2,5 nhân 4 đóng ngoặc nhân với 7,8. 2,5 nhân 4 thì bằng 10. 10 nhân 7,8. 10 nhân 7,8 ta chuyển dấu phẩy của số 7,8 sang bên phải một chữ số, tức là bằng 78. Câu B. 0,5 nhân 9,6 nhân 2. Ta thấy 0,5 nhân với 2 thì bằng 1, phải không? Như vậy ta sẽ vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép nhân, ta lấy 0,5 nhân với 2 rồi nhân với 9,6, ta tính trong ngoặc trước. 0,5 nhân 2 thì bằng 1. 1 nhân 9,6, 1 nhân với số nào thì vẫn bằng chính số đó, tức là vẫn bằng 9,6. Câu C. 8,36 nhân 5 nhân 0,2. Ở đây chúng ta thấy 8,36 thì không thể nhân với 5 hoặc nhân với 2 thành số tròn trục được, mà 5 nhân với 0,2. Thì vậy ta kết hợp 5 và 0,2. 8,36 nhân với mở ngoặc 5 nhân 0,2. 5 nhân với 0,2 thì chúng ta được kết quả bằng 1, phải không? Và giữ nguyên 8,36 nhân với 1. Số nào nhân với 1 thì cũng vẫn bằng chính số đó, tức là bằng 8,36. Và câu D. 8,3 nhân 7,9 cộng 7,9 nhân 1,7. Chúng ta quan sát, ở đây chúng ta sẽ chia làm hai vế. Vế thứ nhất là 8,3 nhân 7,9. Vế thứ hai là 7,9 nhân 1,7. Hai vế này đều có thừa số 7,9 giống nhau. Ta sẽ đưa về dạng một số nhân một tổng hoặc một tổng nhân với một số. Đấy. Chúng ta đưa về dạng một tổng nhân với một số. Một tổng ở đây là ta rút thừa số 7,9 ra ngoài. Đấy, 7,9 ra ngoài. Thì vế thứ nhất còn 8,3 cộng với vế thứ hai còn 1,7 cộng với 1,7 đóng ngoặc nhân với 7,9. 8,3 cộng 1,7 bằng 10 nhân 7,9. 10 nhân 7,9 bằng 79. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu 3, bài 3. Tiếp tục chúng ta làm bài tập 4. Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/h. Xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/h. Sau 1 giờ 30 phút, ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? Đây là bài toán chuyển động. Biết rằng là ô tô và xe máy là hai chuyển động cùng khởi hành một lúc.
hai chuyển động này đi ngược chiều nhau. Đấy. Ô tô thì đi từ A tới B, và còn xe máy đi từ B tới A. Ô tô đi với vận tốc 48,5 km/h, còn xe máy thì đi với vận tốc ít hơn là 33,5 km/h. Và hai cái chuyển động này đi sau thời gian là 1 giờ 30 phút thì gặp nhau tại C. Bây giờ hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km. Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Đây là quãng đường AB. Ô tô đi từ A tới B với vận tốc 48,5 km/h. Còn xe máy đi từ B tới A, vận tốc là 33,5 km/h. Đấy. Với thời gian là 1 giờ 30 phút thì ô tô và xe máy gặp nhau tại điểm C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km. Muốn tính quãng đường thì ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Ở đây là hai chuyển động đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Thì bước đầu tiên chúng ta phải tính tổng vận tốc, đúng không? Ta tính vận tổng vận tốc của ô tô và xe máy, tức là ta sẽ lấy 48,5 cộng với 33,5. Biết được tổng vận tốc rồi thì ta sẽ lấy tổng vận tốc nhân với thời gian 1 giờ 30 phút thì sẽ ra quãng đường. Như ở đây 1 giờ là 30 phút thì chúng ta sẽ phải đổi thành một đơn vị là giờ, phải không? Bởi vì là vận tốc là km/h. Đấy, thế bước đầu tiên chúng ta sẽ là đổi, phải không? Đổi 1 giờ 30 phút. 1 giờ 30 phút thì chúng ta đổi thành 1,5 giờ. Đấy, bởi vì 1 giờ là phần nguyên ta giữ nguyên, 30 phút thì bằng 30/60, tức là bằng 1/2 giờ. 1/2 giờ chính bằng 0,5. 0,5 cộng với 1 thì bằng 1,5 giờ. Bây giờ chúng ta tính tổng vận tốc của ô tô và xe máy là bốn mươi tám phẩy năm cộng 33,5. 48,5 cộng 33,5 chúng ta bằng 82. Đơn vị là km/h. Như vậy, trong 1 giờ ô tô và xe máy đi được 82 km. Bây giờ chúng ta tính quãng đường AB, và câu trả lời là quãng đường AB dài là 82 nhân thời gian 1,5. 82 nhân 1,5 bằng 123 km. Như vậy quãng đường AB dài 123 km. Đáp số Như vậy vừa rồi cô và các con đã ôn lại phép nhân và các tính chất của phép nhân. Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân một tổng với một số, hay là một số nhân với một tổng. Phép nhân có thừa số bằng 1 và phép nhân có thừa số 0. Đấy, đó là những tính chất của phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân, và chúng ta sẽ vận dụng. Chúng ta đã vận dụng các tính chất này để chúng ta làm các bài tập có liên quan. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.